5 cách để vượt lên vị trí trung bình. Một nghĩ khác, sống trong một xã hội mà người ta luôn bị ám ảnh bởi số đông, ai nấy đều cố gắng tìm cách hòa hợp với người khác. Nghĩ khác đi không phải là cố gắng nghĩ ra những ý tưởng điên rồ nhất, táo bạo nhất, phi thực tế và phi lý trí nhất, mà đơn giản là dám bày tỏ ý kiến riêng của bản thân mình. Không cần phải gật đầu, phải nói rằng tôi cũng vậy, trong khi anh em đang muốn nói ra điều khác. Không có đúng, không có sai, chỉ là có bản lĩnh hay không thôi. Hay, điên. Trong từ điển thành công, không có định nghĩa nào có từ chuẩn mực cả. Đôi khi, chúng ta phải bỏ qua con đường thông thường ai cũng đi để tìm ra những điều mới. Lấy một ví dụ đơn giản như thế này. Đi từ điểm A đến B, đã có một con đường X dễ đi, đơn giản, ai cũng đi. Nhưng các ông lại chọn đường Y với nhiều bụi rập, đường xấu và vắng vẻ hơn. Người ta có thể nói các ông điên, nhưng có ai biết được các ông đã có cơ hội tận hưởng thiên nhiên, hít thở không khí trong lành và có những trải nghiệm mà không phải ai cũng có. Thực ra, mọi thứ trên cuộc đời này đều có hai mặt, nhưng 90% mọi người đều chỉ khư khư chọn một mặt kia và cho rằng 10% chọn mặt còn lại là điên. Về bản chất, hai mặt đều có những cái hay cái dở như nhau, nhưng 10% kia lại có những trải nghiệm, những góc nhìn mới và đó là tiên đề để trở nên xuất chúng. 3. Tự hào về bản thân mình. Các ông có nhận ra rằng, năng lượng của bản thân sẽ quyết định phần lớn kết quả công việc. Khi các ông nghĩ rằng bản thân mình chẳng làm được chuyện gì, thì đúng là các ông sẽ chẳng làm gì thật. Khi các ông nghĩ rằng mình sẽ chỉ đủ 5 điểm thôi, thì tất nhiên các ông sẽ bắt tay vào việc với tâm thế từ từ. Nhưng khi các ông biết mình muốn gì và cố gắng 200% để đạt được điều đó, thì các ông tin tôi đi, kết quả ít nhất mà các ông thu lại được cũng là 120%. 4. Không bao giờ ngừng hy vọng. Chẳng ai mà luôn luôn gặp may mắn và những điều tốt đẹp mãi được. Sẽ có lúc các ông gặp những điều khó khăn, tồi tệ và mất hết tất cả hy vọng để tiếp tục tin tưởng. Nhiều người chọn cách từ bỏ và liên tục từ bỏ khi gặp khó khăn. Nhưng các ông có biết rằng, chỉ cần bứt phá và vượt qua khó khăn thôi, thì sự thành công vượt trội đã chờ các ông rồi. 5. Học cách làm việc với mọi người. Muốn đi nhanh thì đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Chắc chắn các ông đã từng nghe câu này rồi. Đôi khi, cách đơn giản hơn để bứt phá hết công suất và vượt lên trên vị trí trung bình là cho đi và nhận lại sự giúp đỡ của người khác để cả hai cùng bước đến những cái đích cao hơn. Nhiều người hay nghĩ rằng, trưởng thành là phải tự lập, phải cố gắng đạt được mọi thứ một mình thì mới là thành công đích thực. Không, đôi khi chúng ta phải hiểu được thế nào là cùng nhau đi lên.